từng là thủ trưởng của đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, chính quỹ lữ đoàn đặc công biệt động tham gia giải phóng Sài Gòn, một xạ thủ súng ngắn thuận cả hai tay, một chiến sĩ quân báo ngang dọc trên các chiến trường miền Đông và Đồng Sát, một cụm trưởng tình báo quân sự xuất quỷ nhập thần. Mỗi tối hôm trước còn ẩn mình trong đường hầm địa đạo, sáng hôm sau đã ăn điểm tâm ở nhà hàng Rivan giữa Sài Gòn qua lệ. Những điệp viên của ông được cài cắm tại nhiều yếu huyệt của kẻ thù, góp phần rút ngắn cuộc chiến. Giờ đây ông còn là một nhà văn đang cầm bút làm sống dậy bao hồi ức từ cuộc đời của chính mình. Tất cả đều là một chân dung đại tá Nguyễn Văn Toàn, tức Tư Can, người anh hùng của một đơn vị tình báo anh hùng. Trong cuộc đời làm tình báo của mình, ông Tư Can từng vào ra những nơi sang trọng nhất, cẩn mật nhất, gặp gỡ biết bao nhiêu yếu nhân có thể quyết định số phận của cuộc chiến từ phía bên này hoặc bên kia, nhưng chưa hề có cái cảm giác như khi bước vào đây. Căn nhà và khu vườn này là một nơi đặc biệt đối với người dân Việt Nam, mà nó còn đặc biệt hơn đối với những người con miền Nam trong những năm tháng chiến tranh chia cắt đất nước. Căn phòng làm việc của bác, đây là một trong những nơi chứng minh sự giản dị, mộc mạc và trí tuệ thiên tài có thể chung sống trong một nhân cách vĩ đại. Những người khách nước ngoài này biết rằng mình đã gặp may. Họ vừa tình cờ gặp gỡ không chỉ một cựu chiến binh Việt Nam, mà còn là một anh hùng của cuộc chiến ấy. Ông già 80 tuổi này chính là một chương trong kho sử hiện đại của đất nước mà họ đang ghé thăm. Có biết bao điều để kể sau mỗi tấm huân chương của người lính già đeo trên người. Có biết bao nhiêu câu chuyện từ sau cuộc chiến mà người lính già còn nguyên trong ký ức. Và họ, những người khách nước ngoài này cũng hiểu rằng ông là một nhân vật quan trọng trong buổi viếng thăm này. Giữa Hà Nội thanh bình hôm nay, có một người con đến từ hôm qua, từ quá khứ chiến tranh. Người con phương Nam ấy chia tay thủ đô lúc tóc hãy còn xanh, giờ trở lại khi đã là một người đàn ông tóc bạc trắng. Năm 1954, trong những con tàu đưa quân tập kết ra Bắc, có anh thanh niên Nguyễn Văn Tàu của đất Bà Rịa Vũng Tàu. Ở trên đất Bắc 6 năm, ông đã đóng quân và đi qua nhiều miền quê, và sau đó là quân số đầu tiên của sư đoàn 338. Năm 1961, ông vượt Trường Sơn về Nam. Đúng 100 ngày sau, ông đã có mặt tại chiến trường Nam Bộ. Và 12 năm sau, năm 1973, ông lại trở ra Hà Nội để học làm chính ủy sư đoàn, chuẩn bị đại quân về giải phóng miền Nam. Và hôm nay, sau 35 năm, đại tá anh hùng Nguyễn Văn Tàu, tức Tư Can, trở lại thăm thủ đô. Không phải như một đứa con đi xa công thành danh toại trở về, mà như một người lính nhận nhiệm vụ vượt bao cửa tử sinh về báo công với vị tư lệnh tối cao của mình. Mỗi loài hoa trái ở đây đều mang ý nghĩa biểu tượng cho sự tụ hội của mọi miền đất nước. Những trái tim người dân Việt Nam luôn hướng về đây. Hình ảnh Bác đã sâu đậm, là chiến sĩ miền Nam, những kỷ niệm về Bác càng sâu đậm. Niềm tin vào lãnh tụ là một trong những yếu tố làm nên sức mạnh, giúp ông vượt qua những phút giây sinh tử, giúp ông ngay cả lúc từ hầm sâu địa đạo vừa bị sập, nhìn lên qua lỗ thông hơi đếm từng lính Mỹ bước qua, mà vẫn vững tin vào thắng lợi cuối cùng. Chiến đấu trong vai trò chiến sĩ tình báo, ông bao giờ cũng nhớ đến lời dặn dò của Bác. Tình báo là tai mắt, tai phải tỏ, mắt phải sáng, đầu óc định kế hoạch mới sát đúng, chân tay hành động mới kịp thời. Ta tai mắt sáng tỏ, kế hoạch sát đúng, hành động kịp thời thì ta nhất định thắng địch. Từ lời căn dặn đó, ông đã lãnh đạo cụm tình báo quân sự H-63 lập nên những chiến công huyền thoại. Rất có thể cây vú sữa này có mặt trên chuyến tàu đưa anh thanh niên Nguyễn Văn Tàu tập kết ra Bắc năm nào. Bởi nó là món quà
được một bà má ở Cà Mau gửi cho con mang ra thủ đô tặng bác. Chúng tôi đoán rằng ông Tư đang chiêm nghiệm về dấu ấn mà thời gian để lại trên cây vú sữa này, và để lại trong ông những kỷ niệm sâu sắc với những cột mốc lịch sử của dân tộc. Ngày ấy, thời gian ông ra Hà Nội học tập để chuẩn bị lực lượng cho ngày giải phóng miền Nam cũng là những ngày ác liệt nhất của thủ đô. Hà Nội ngập chìm trong biển lửa của đạn bom, đau thương và chết chóc. Từ tháng 5 năm 1972, sau khi Quảng Trị được giải phóng, Tổng thống Mỹ quyết định dùng bom để đáp trả miền Bắc và nhằm cứu nguy cho quân đội Sài Gòn. Khi các cuộc đàm phán về Hiệp định Paris tiến vào vòng trong, các đợt ném bom của Mỹ vào ngay thủ đô Hà Nội càng ác liệt hơn. Người Hà Nội đã chịu đựng quá giới hạn về lượng bom đạn người Mỹ đã rải xuống đây trong những ngày leo thang chiến tranh. Có những con phố ở tại Hà Nội bây giờ, nhà nào cũng có chung một đám giỗ như ở Khâm Thiên, Kim Liên. Có những trường học không còn bóng dáng trẻ thơ, những lớp học đầy tang thương, ngập trong bùn đất và xác người vì bom B-52. Những ngôi nhà tan hoang đổ nát. Trong những tháng năm này, nhiều diễn viên, nhà báo, nhà học giả đã đến Hà Nội. Những điều mà thế giới nhìn thấy khó có thể tin được, nhưng người dân Hà Nội dạn dày bom đạn vẫn ngẩng cao đầu. Hà Nội trở thành một Điện Biên Phủ trên không. Một nhà báo Pháp viết về Hà Nội năm 1972 như thế này: một thành phố luôn luôn sôi động và hài hòa, tài giỏi và bình thản. Nhận định ấy đúng đến tận bây giờ. Hà Nội vẫn hài hòa và bình thản trong những ngày cuối của thập niên đầu thế kỷ 21. Buổi mai yên lành này chính là món quà mà thủ đô gửi tặng người con phương Nam đã từng vì giải đất này mà xa vợ, lìa con, không tiếc máu xương. Sau ngày chiến thắng vẫn không màng danh lợi, chọn một cuộc sống tự tại, thanh thản như mặt nước hồ kia. Chiếc cầu xinh đẹp này dẫn vào một thành phố được mệnh danh là trung tâm khí cụ chiến tranh, một thành phố quân cảng lớn nhất của nước Mỹ. Nơi đây cũng là nơi bắn phát đại bác đầu tiên, mở đầu cho cuộc nội chiến của nước Mỹ, thành phố Charleston, Nam Carolina. Đặt chân lên chiếc tàu sân bay đã từng tham chiến tại Việt Nam năm 1965 và từng chở trên mình nó những chiếc máy bay có nhiệm vụ ném bom hủy diệt tại Việt Nam, mà đặc biệt là mảnh đất Củ Chi. Nay dù chỉ còn là một di vật lịch sử cho khách tham quan, chúng tôi vẫn cảm thấy dưới chân mình sức nóng của lửa napalm, vẫn nghe đâu đây mùi thuốc súng và tiếng bom đạn đinh tai vốn quá quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Bất chấp sự chênh lệch về lực lượng, những người du kích Củ Chi vẫn quyết bám giữ vị trí yết hầu này bằng mọi giá. Tụ hội về đây tham gia vào cuộc chiến không cân sức ấy có đơn vị của ông Tư Cang. Cái đất ở đây là nó cứng lắm, đào đá ông mình đào cong queo vậy đặng cho cái thằng Mỹ nó không tung xuống được. Hai tác giả người Anh John Pennicott và Tom Mangold trong cuốn Hầm Củ Chi, câu chuyện khó tin về chiến tranh trong lòng đất ở Việt Nam, đã viết: hệ thống địa đạo ngoắt ngoéo ấy không do một kỹ sư nào thiết kế, việc xây dựng cũng không do một chỉ huy quân sự nào ra lệnh thi công, ngay cả việc gợi ý từ Hà Nội của ông Võ Nguyên Giáp cũng chẳng có. Rồi lại đào 200 mấy chục mét địa đạo ở đây và có 4-5 cái nắp trầm, đi một đoạn thì gõ bụp về biết cái nắp chỗ đó dở lên thì chung xuống, rồi đi một đoạn gõ cùng hết gõ nắp bổng leo lên trên đó, thì nắp trầm nắp bổng là vậy. Còn ngoài ra có những ổ chiến đấu để mà canh gác nó. Đúng là không có một kỹ sư nào thiết kế nên hệ thống địa đạo này, nhưng bằng trí khôn của người nông dân vốn đã quen thuộc với đất đai của mình và bằng bản năng sinh tồn mãnh liệt, người du kích Củ Chi đã thực sự tạo được một không gian ngầm để sống và chiến đấu trong lòng đất. Thì mình mới theo cái trí thức quân sự mình đoán và nói với anh em đây là nó trinh sát cho cuộc hành quân để kháng chống cái sư đoàn 25 của Mỹ
kể như đồng dù bắt đầu nó qua. Qua là kể như ồ ạt là xuống tới đây nè. Chiều tối mưa tầm tã, thì tôi gác cái miệng hầm này chứ tôi ngó lên Mỹ nè, cài sáu qua sáu lại. Kể như Mỹ nó làm dữ vậy thì vô hết. Thế rồi anh em ở dưới hầm á, tôi nói không có sao. Củ Chi là hình ảnh thu nhỏ và rõ nét nhất của chiến trường Việt Nam. Quân đội Mỹ đã tập trung vào đây những đơn vị tinh nhuệ với quân số áp đảo. Chỉ trong 2 năm 1966-1967, quân Mỹ đã tiến hành hai cuộc càn quét lớn ở Củ Chi. Tháng Giêng năm 1966, Mỹ mở cuộc càn Krim có sư đoàn 1 bộ binh cùng lữ đoàn dù 173. Tháng Giêng năm 1967, trong cuộc hành quân Cedar Falls, ngoài sư đoàn 1 bộ binh, lữ đoàn dù 173 còn có sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới, lữ đoàn khinh binh 196. Tức chỉ trên một phạm vi nhỏ hẹp cặp hai bên sông Sài Gòn mà quân Mỹ triển khai đến hai sư đoàn, hai lữ đoàn. Thế mà hệ thống địa đạo vẫn tiếp tục tồn tại và mở rộng trong lòng đất. Vì Củ Chi là khu vực quan trọng vùng giáp ranh với Sài Gòn, người Mỹ đã rải hàng triệu ga lông chất độc dioxin xuống các tỉnh của miền Nam Việt Nam để hủy diệt cỏ cây trên mặt đất và tiêu diệt đối phương. Này thì nó một chiếc dép nó máng ở trong cái cây, bỏ luôn chiếc dép còn vậy con biết mà đạp trên cái đầu đạn thì phòng chân, tức là nó vừa bắn xuống cái đầu đạn còn nóng hổi vậy đó, thì mình chạy mình đạp cái mình biết là nó bắn nó ghim mình mà không trúng. Em chạy lên kia thấy thằng ghém nó đưa tay lên nó quắt, chứ lúc đó mà nó không quắt không biết cái địa đạo đâu bị gì. Mình đang chạy về xe tăng theo vậy mà mình ngược lại chút vậy nè, bị nhận ra cái hướng đó. Thì tới đó thấy tay nó quơ quơ lên cái chạy riết lại, hốp xuống địa đạo cái đậy nắp lại. Để bình định được mảnh đất này, Tổng chỉ huy quân viễn chinh Mỹ tại Nam Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1968 là Đại tướng Westmoreland đã làm theo lời khuyên của viên tướng MacArthur. Muốn thắng chiến tranh du kích chỉ có cách đốt sạch. Tuy nhiên, cách này chỉ có tác dụng trên mặt đất. Nhưng cục diện chiến trường miền Nam khi ấy không chỉ nóng ở tam giác sắt. Người Mỹ phải chiến đấu chống lại cả một thế trận liên hoàn đã được bày ra. Thì bữa đó là tôi nhớ là tháng 10 tháng 8. Bác bị bắt không? Tháng 10 tháng 8 sau khi đánh cái mậu thân trong thành xong á, thì trên gọi về để mà báo cáo. Thì như vậy đi tới Mỹ Phước á, thấy không? Gặp cái tụi kêu bằng cảnh sát cơ động nó kêu bằng nó đột xuất nó lên tại Mỹ Phước để xe đội đó nó bắt người ta. Thì từ tới thì lính nó biểu cho giấy, nó có giấy thì tôi lấy giấy ra vậy đưa nó, thì nó dò cái gì này, dò cái gì thì tôi biết là cái thằng giỏi rồi, là vì giấy của ta làm thì bóp vô ngang cái rạo nhỏ ở lòng bàn tay à. Còn giấy của nó thì plastic rất dẻo rất tốt à, cái là nó phát hiện bóp thử vậy tôi biết cái thằng giỏi rồi. Nó nói giấy ông kỳ quá ha, nó kỳ giấy mấy ông cho sao đi vậy cái gì. Cái rồi hỏi ông thân ở nhà tên gì, nào mày nhờ tôi lấy tên cậu tôi trong giấy à, dạ, vâng. Không, cái thằng đó cái vẻ mặt xong hư dữ lắm, nó nói có khi tên thiệt của tía mình cũng quên rồi. Nó hỏi giấy cho ngày mấy, thì nhờ giấy là tôi lúc ra thành tôi ở trong tình báo nó cho giấy dạ, tôi ra thành tôi lấy giấy đồng đội trong này tôi coi thì giấy cho hồi 62 dạ. Nhưng mà tôi ra thành năm thiếu tá, năm 66 tôi đã ra thành. Dạ vâng. Thì tới 68 mới gặp cái cú đó, thành dạ. Nhớ mày mày nó. Giấy cho đâu hồi giữa 62 giờ, ông nói ngày tôi ra cho tôi nhớ. Dạ. Cái nó vô nó trình qua. Dạ. Tôi đứng đây, nó nói coi lại giấy ông này kỳ quá. Cái quan nó ngó giấy tôi rồi, nó ngó ra 2-3 lần, tôi cười nghĩ với nó rồi.
giấy người ta Sài Gòn giấy này trả cho nó đi. Thì cái đó nó cũng may mắn đâu. Dạ. Còn tính là chiều hôm đó là bị nó bắt về Bình Dương nó quýt rồi. Dạ. Tôi đứng về với cô giao thông. Dạ. Thì tôi đi đâu cũng có người phụ nữ anh sao giả như hai vợ chồng. Dạ. Không ăn đi. Thế rồi bác thoát được cái cua đó? Thoát được. Còn nói chuyện mà thoát khỏi cái chết thì biết bao nhiêu lần. Dạ, dạ. Thì quá nhiều rồi, cái chết thì phải nghe trên báo mà. Ở trên cái chỗ Bến Cát đó. Dạ, vào Bình Dương đó. Bốn cái xe tăng nó chạy vô. Dạ. Mà trên đồng cỏ nó chụp cái cụm của tôi. À. Thì tụi tôi chạy, cái tay bảo vệ chạy trước dẫn tôi. Tôi trong thành ra chưa có biết cái miệng địa đạo chính xác chỗ nào. Ừ. Thì nó dẫn nó chạy. Dẫn chạy thì tôi... Nó chạy khom lưng xuống chút mày đảo. Yeah. Nghĩa là nó chạy hơi sổng lưng đó. Yeah. Nó dê lại vậy, nó chạy mau với anh Tư hiện mũi đinh đó. Nó bắn đinh 5 phân luôn rồi. Yeah. Tụi Mỹ lúc đó nó có cái vũ khí kỳ cục là khi nó muốn bắt sống nó bắn bằng đinh. Dạ vâng đúng rồi. Nó bắn ào ra. Yeah. Tôi nghe đinh rồi rào rào. Nó quất một mũi đinh nghe thằng bảo vệ. Yeah. Tôi. Yeah. Thì nó dê lại vậy, nó nói chạy. Yeah. Mau chứ anh Tư. Thì quốc mũi đinh đây nó bỏ tôi nó chạy. Nó cũng hóa tròn hết vía rồi. Dạ đúng rồi. Tôi cũng nhớ quá. Nhìn coi là cái địa đạo nó nằm chỗ nào. Thì có một chiến sĩ. Dạ. Nó dở lên. Gắt quách nè. Tức là phe mình. À. Tôi độn thổ. À, độn thổ. Bốn cái dây tăng là nó chú quyết là nó bắt sống rồi. Dạ. Mà nó bắn không bắn đạn cho chết mà nó bắn bằng bắn đạn để bắt đúng rồi. Khai thác đó, để khai thác. Nó cùng lên nó biết cái là cái chỗ cụm tình báo nó vô nó giết. À. Chết rồi đó, chết cái một chiến sĩ bắn leo nhảy lên bắn xe tăng nó bị tới bên mương nó lết. Thành ra nó xuống nó giục cái lựu đạn chết chết chiến sĩ. Nói chung là ở cái vùng Củ Chi và Bến Cát để mà trụ đó để vô Sài Gòn là gây đó. Dạ vâng. Dùng dạ, vùng Bến Cát là ghê lắm. Dạ vâng. Tam giác sắt đó. Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Tình báo Việt Nam theo tôi hiểu thì tất nhiên những thành viên của H-63 trang bị rất là đơn sơ so với lính Mỹ. Công việc của họ là dựa trên tình báo. Nói chung, người với người là chính, chứ không phải sử dụng máy nghe này nọ như người Mỹ. Ông Ẩn cũng có nói với tôi là ông phải tạo mối quan hệ với rất nhiều người, phải gặp họ, phải làm cho họ tin mình và phải cần rất nhiều may mắn. Thành ra, bên cạnh cái tài, cái khả năng, còn có cả cái cơ may nữa. Nhiều người trong H-63 bị bắt và bị giết. Tất nhiên, những người làm tình báo Mỹ lại được nhiều công nghệ tối tân để phục vụ cho họ. Không chỉ có tình báo Mỹ, mà còn có cả tình báo của chính phủ Sài Gòn nữa. H-63 phải đối đầu với một lực lượng lớn mạnh và có những trang bị rất là tối tân. Tuy nhiên, tôi hiểu, và ông Ẩn cũng vạch ra cho tôi hiểu đó là vì sao Việt Nam thành công và chiến thắng. Là tại vì lúc đó, những người làm tình báo Việt Nam đã thâm nhập khắp nơi trong xã hội Sài Gòn, tất cả các giới, tất cả các cơ quan đầu não của chế độ Sài Gòn. Và vì thế mà họ đã có những tin tức, thông tin cần thiết. Họ đã có được lòng của nhân dân Sài Gòn lúc đó. Vì thế mà chiến thắng được. Nếu mạng lưới tình báo của Việt Nam mà làm việc không tốt, thì chắc có lẽ Việt Nam khó mà thắng, vì phải đối đầu với sự tối tân của quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn. 40 năm về trước, được đào tạo để có thể hoạt động trong lòng kẻ thù. Từ chiến khu, ông Tư Cang được cấp trên cử vào đô thành Sài Gòn. Từ đó, ông trở thành một điệp viên xuất quý nhập thần, cùng đồng đội tạo nên một mạng lưới tình báo gian mắt ở những vị trí quan yếu nhất trong hệ thống chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1966, Tướng tướng Trần Dân, ông kêu mình, ông nói anh vô thành và trong 10 ngày anh phải gửi một cái báo cáo về cụm trưởng ở ngoài này đưa vô thành sống được không? Anh vô thành thử trước đi. Thì mình chấp hành lệnh của ổng là mình vô. Bởi vì tới cái thời kỳ đó cụm trưởng không thể ở ngoài căn cứ để chỉ đạo vô nữa, mà phải vô sát, sát cán bộ, sát điệp viên. Thì ông nói nếu anh báo cáo vô, anh thấy sống được, anh báo về tôi sẽ cử các cụm trưởng khác vô. Còn nếu anh nói không được thì thôi,
đó thì mình vô giờ nói chung là mình thấy tình hình Mỹ cũng ghê lắm, ngán đúng phải không? Thành ra tới cái bữa thứ ba đó mình mới nhờ cô Tấm Thảo móc hay Trung tới. Thì hay Trung đi để xe ngoài hỏi hẻm 136B đi bộ vô. Rồi vô là ngồi salon hơi thì ông đón mình ra, cái ông nhìn mình từ trên đầu xuống chân, ông nói cha này ở trong rừng ra mà coi ngon như ta, coi còn ngon hơn tôi á. Nhưng mà đâu về ông về không được ông ơi, đi lại tiệm ba ta để tôi thay cho đâu về khác, nghe không đó. Rồi cái áo ông mới quá không được, kiếm cái áo cũ chút đó, thì ông dẫn lại tiệm thay đâu về. Ông nói về này của mấy đâu móc túi không được. Hai người rất thân mật ngay những ngày đầu. Cái mũi chủ lực của chúng ta là trong thành, thì mình được giao một cái điệp viên gọi là cũng giỏi nhất, là đồng chí Phạm Xuân Ẩn, không? Người điệp viên cũng có tài, mà tới bây giờ người ta ca ngợi là điệp viên hoàn hảo đó. Thì tài liệu gì hay là cái tin gì ảnh lấy thì đều được truyền ra ngoài, vô trung ương cục và ra tới trung ương để mà xử lý những cái đó. Và coi như anh cung cấp từ cái tin hồi mà giặc lập ấp chiến lược, thì anh cung cấp quốc sách ấp chiến lược, rồi tới cái kế hoạch McNamara, kế hoạch điện tử, rồi tới những cái sau này, nghĩa là cái AB 146, AB 147 tiếp tới sau, nghĩa là mỗi năm thì giặc nó có cái ý đồ gì, chiến lược gì cho năm sau á, thì nó ký một bản gọi là AB. Thì nó ký vừa xong thì tuần á, là mình có trong rừng rồi và có Hà Nội rồi để mà học nghiên cứu để biết cái âm mưu sắp tới của nó. Còn có những cái cuộc hành quân gì mà cái quan trọng đó thì anh cho biết trước, và thêm vào đó cô Tấm Thảo và anh Hoàng Nam Sơn, đó là ba người, nhưng mà trong đó chủ yếu thì nói chung cái tiếng trong thành là vậy. Còn cái tiếng ấp chiến lược, thấy không, thì là gì, phải có những người giao thông hợp pháp, có giấy của giặc quen mặt để đi từ ấp chiến lược Phú Hòa Đông hay là ở trên cái vùng của Bến Cát này hay là dùng của Trảng Bàng đi xuống để mà vô thành, nhập thành một cách hợp pháp để lấy cái tài liệu từ tay cô giao thông thành phố đó, là chị Nguyễn Thị Ba đó, để lấy về ấp chiến lược. Thì như vậy là Nguyễn Thị Ba trực tiếp với ông Phạm Xuân Ẩn chỉ có một người đó từ trước tới sau thôi, để mình giữ cái nguyên tắc bí mật ngăn cách. Thì tài liệu có cái gì thì Phạm Xuân Ẩn truyền qua Nguyễn Thị Ba đó. Bây giờ là 91 tuổi ở tại Long An, thiếu tá anh hùng lực lượng võ trang nhân dân. Thì cái chị đó liên lạc với lại cô Tâm Kiên nè, cô Hai Ánh nè, mà từ ấp chiến lược mà đi vô trong kia và mang những cái tài liệu đó về, và cũng như từ ấp chiến lược mà mang những cái yêu cầu điều tra của cấp trên đưa xuống cho tới Phạm Xuân Ẩn. Thì thưa bác, rồi bác có bao giờ đặt mìn hay đặt bom ở nơi nào không? Hay là chỉ làm vấn đề tình báo thôi? Chuyên môn của tôi là tình báo. Mà chuyên môn tình báo. Rồi tới cái ngày mà gần ngày giải phóng đó, thì chuyển tôi qua làm chánh quỹ lữ đoàn đặc công Việt Động vậy, chứ còn mình đâu có phải là chiến sĩ cụ thể đâu mà đi đặt mìn đặt đồ. Dạ vâng. Tụi nó đặt tôi thì có. Dạ. Đặt rồi, nhưng mà bữa đó may sao á, mìn limo thì đặt nó là dạ, một hướng mà. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó lại đặt ngược. À, đặt ngược. Đặt ngược thành ra. Thành ra nó bắn về nó. Tôi từ ấp chiến lược Phú Hòa Đông tôi về căn cứ, ở bến Đình á. Dạ. Thì đi gần tới, còn cách căn cứ còn 150 mét mà lính từ đồng dù nó chạy luồn trong sợi cao su nó vô sát gần sát căn cứ tôi, nó đặt. Dạ. Đặt dàn mìn limo. Dạ. Tôi vừa đi tới với ông bảo vệ cán bộ đại đội, nó châm điện một cái, nổ một cái như trời giáng. Dạ. Tất cả mười mấy cái nổ một lượt. Đúng rồi. Nó là lại đặt ngược. Dạ đúng rồi. Bữa sáng hôm sau là coi lại là bông văng máu đồ đó quá trời. Dạ, mà đồng mình có chết được đây. Chết. Dạ. Cũng là không biết trời. Cũng là cái số mà hết sao. Dạ vâng đúng rồi. Bữa đó mà nó đặt trúng thì mà lính ở chỗ Phú Hòa Đông đó, Củ Chi với lính tôi sau này bị cái mìn limo sát thương ghê. Dạ vâng, cái claymore nó rất là
nguy hiểm, nhưng mà bên Hội Thái Cháu có đóng đồn ở trên An Lộc thì cũng lính mà lại gặp ngay mấy lính tân binh nó bò ra, tại vì những lính đó là mình phải thử cho còn có đủ can đảm hay không, dám làm hay không, thành tích hay không, thì mấy anh nó bò ra lúc đặt cũng vậy, cũng đặt ngược vào bên trong bắn về phía mình chứ không phải bắn ra ngoài. Thế rồi bác có bao giờ bác bị bắt nữa không? Không bao giờ bị bắt. Không bao giờ bị bắt. Tôi là cụm trưởng, tất nhiên là phải phụ trách ba người điệp viên bên trong thành, rồi mời cô giao thông ở ấp Chiến Lược, rồi cái căn cứ để mà để máy vô tuyến điện và để liên lạc nó trụ đây, thành ra người cụm trưởng thỉnh thoảng phải vô thành với các điệp viên, rồi thị xã phải lên lớp cho các giao thông mật ở nằm ở ấp Chiến Lược. Giao thông này có điều kiện đi ra thành rồi về đây huấn luyện chiến thuật xạ kích rồi này kia cho anh em đây nữa. Thành ra người cũng tưởng phải quán xuyến ba chỗ, tôi thường đi ba nơi về, nhưng mà mấy anh sao là chưa khi nào đi bắt. Tòa nhà có hình ngũ giác này được xây dựng để hợp nhất 17 bộ chiến tranh của Mỹ thành một quốc phòng. Chủ nhân lâu năm nhất của nó là McNamara. Những quyết định ra đời trong tòa nhà hình ngũ giác này có liên quan đến cái chết của khoảng 58.000 quân nhân Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Bộ não chiến tranh đặt tại đây chịu trách nhiệm về 7,8 triệu tấn bom đạn mà người Mỹ dội xuống chiến trường Việt Nam, lớn hơn lượng bom đạn mà Mỹ đã sử dụng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào trước đó. Là một siêu cường, nước Mỹ chấp nhận đổ hàng trăm tỷ đô la vào cuộc chiến này và sẵn sàng chi đến 3 tỷ đô la mỗi năm cho đội quân 1 triệu người của chế độ Sài Gòn, một quân đội được xem là mạnh nhất Đông Nam Á khi ấy. Đầu năm 1962, Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ ở Việt Nam được thành lập, thay thế cho cơ quan viện trợ quân sự. Đến cuối năm 1962, đã có gần 4.000 cuộc hành quân càn quét quy mô lớn theo mô hình quân đội Sài Gòn cộng vũ khí Mỹ cộng cố vấn Mỹ. Thì ông Phạm Văn Lành là người chỉ thị cho bác trong những cái kế hoạch trong Tết Mậu Thân này không? Không, tôi thì lãnh nhiệm vụ của trên để mà xuống truyền đạt cho Phạm Văn Lành. Cụm trưởng. Cụm trưởng. Tôi là cụm trưởng và ông là một điệp viên trong cụm. Trong cái cụm của mình. Trong cái cụm đó. Tôi là cụm trưởng mà là bí thư chi bộ. Nơi chi bộ mặt đó, thì sinh hoạt đảng rồi cho các điệp viên từng người, thấy không? Chỉ thị truyền chỉ thị điều tra của trên xuống. Lúc đó mình họp nhau ở đâu? Ở nhà ông ngoại, ông ẩn hay là ở chỗ nào? Ở nhà ông thì không có họp, bây giờ họp ở cái nhà hàng Victory. Nhà hàng Victory. Dạ biết rồi. Rivran rồi. Nghe tới đó. Rivran là đường tự do đó. Bởi vì là mỗi cái bàn nó hơi xa nhau. Đúng rồi. Xa nhau thì tôi với ảnh sinh hoạt đảng rất thoải mái. Tôi nói nghị quyết cấp trên nhận định chiến thắng như thế nào thì tôi phổ biến cho ảnh. Những cái gì về chỉ thị điều tra tôi phổ biến cho ảnh. Trong cái thường là ở Victory. Ông ảnh ông hay ngồi ở chỗ Gibran, ông đang gặp nhà báo Mỹ mà ông Tây thì ông ngồi không có ai nghi ngờ ông này. Không ai nghi ngờ hết. Bởi vì ông đi, ví dụ tôi nói thế này, ông có con chó bạc rê mà chó bạc rê đó là tư bản Pháp nó tặng cho Nguyễn Cao Kỳ. Kỳ rồi ông kêu thằng quản lý chó ở trong trong Dinh Độc Lập, ông nói mày làm cho nó có ghẻ và nó ốm đói rồi mày thanh lý cho tao. Cho mày mấy ba bốn triệu là tương đương cây vàng rồi đó. Đúng rồi. Thì thằng kia nó làm có ghẻ ốm đói rồi nó thanh toán cho ổng, mà con chó đó là ở bên Tây người ta sẽ điều khiển bằng tiếng Pháp rồi. Anh dẫn vô đây thì vợ nói tiếng Pháp với con chó mà. Ví dụ như nhà vợ đi trả tiền, con chó đi theo cái vợ nói. Nó nói hết xe là đứng lại đó là anh chó đứng lại á. Rồi đi về đó anh chó đứng nghe chó rớ và nói cuối sư toa anh chó nằm trong
Thiên Hải xung quanh không ai nói cái thằng cha Việt Cộng mà lại nói tiếng Pháp với con chó. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Không? Thì tôi cũng đi với giải vậy đó. Thì cái hôm mà Tết Mậu Thân bác có tấn công đơn vị nào không? Hay là mình chỉ cái chỉ thị là mình... Tết Mậu Thân nào nói ngay thì tôi về trên Dầu Tiến. À, bác là trên Dầu Tiến. Tôi từ Sài Gòn, nhưng mà ông trưởng phòng tình báo, ông kêu về Dầu Tiến để ông phổ biến chỉ thị. Thấy không? Dạ. Thì cái đêm mình không phải đánh đêm giao thừa, mà đánh vào cái mùng 1 Tết. Dạ, đúng rồi. Thành ra đó khi mà tôi từ Dầu Tiến tôi về, tôi đi bằng xe Honda. À. Về tới cảng Bàn thì Mỹ nó chặn lại, Mỹ nó dàn lại. Tôi mới hỏi tại sao mà, mình nói tiếng Anh với nhau. Tôi nói tại sao mà Mỹ nó, người ta nói ngưng bắn 3 ngày cho dân ăn Tết mà sao mấy ông dàn binh ra vậy. Thấy không? Yeah. Dàn binh xe tăng rồi cho nó nói. Ông rồi Trung quánh rồi, ông rồi Trung quánh rồi dàn rồi lấy quế rồi, thành trong này tụi tôi được rồi không có đồng. Vậy tôi mới biết là ở ngoài kia quánh trước, chúng ta ở trong này một đêm, quánh trước một đêm. Và sau này tôi hỏi, nói tại cái thì giờ nó trên lệch làm sao, rồi bắt chúng mình mà nó hơi trên lệch chỗ đó. Thành ra tôi mục đích rõ ràng là ngoài kia quánh trước, ở trong này một đêm. À. Tại vì tôi bị chặn tại cảng Bàn mà thằng Mỹ đúng. Nói tôi vậy mà. Đúng rồi. Thì tôi về trong này đó. Tôi về, tôi đi xuống Sài Gòn rồi tôi đi phổ biến cho Phạm Xuân Ẩn. Thì lát là nổ súng rồi. À. Nổ súng bắn. Mà do mất cái yếu tố bất ngờ. Đúng rồi, thì mình bị mất cái yếu tố bất ngờ. Thành ra vô cái chỗ nào cũng bị chặn và thương vong nhiều. Cái đó nói cho nghe vậy. Nhưng mà có một cái điểm son đó là quấn tại Đại sứ quán Mỹ. Cái điểm đó nó gây cho tiếng vang gây gớm vậy. Đúng rồi. Ai chỉ huy trận đó? Đồng chí Ba Đen. Rồi, Ba Đen. Thân dân. Dân Nam Định. Dạ. Người chỉ huy trưởng trận đó. Thì nghe nói là Toán bị chết hết thành sao? Không còn Ngô Thanh Vân. Dạ, còn Ngô Thanh Vân. Ngô Thanh Vân sau này một tiểu đoàn trưởng. Sau khi trao trả đó, dạ. Là ở trong cái lữ đoàn biệt động của tụi tôi. Rồi về đi làm án bị tai nạn giao thông chết dần dần. Làm bị xấu. Thế thưa bác, là cái hồi mà cái tòa đại sứ Mỹ mà còn cũ đó, thì hồi đó ai tấn công cái tòa đại sứ Mỹ lúc đó hồi? Đại sứ Mỹ thì bị tấn công hai lần. Dạ đúng rồi, hai lần. Một lần nó còn ở đường Hàm Nghi. Đúng rồi, đường là Hàm Nghi đó. Đường Hàm Nghi thì cái ông cha tấn công nó, tấn công cha gì chồng của bà Lệ. Bể bê. Dạ. Cha bể bê ha. Dạ vâng. Với ông cha tên là Lê Văn Việt. Dạ, Lê Văn Việt á. Bây giờ có đường Lê Văn Việt này. Đó, Lê Văn Việt. Dạ vâng, đúng rồi. Về Việt thì như vậy là có ba người quấn vô đó một cái khối lượng thuốc nổ. Có ba người thôi. Alexis Johnson là bị thương. Dạ. Phó đại sứ Mỹ. Dạ. Bị thương chỗ đó 40-50 bên Mỹ. Dạ. Thì tại đường Hàm Nghi. Dạ. Thì nó ra như vậy là nó bắn Lê Văn Việt bị thương. Dạ, vâng. Và nó đưa ra Công Đảo rồi anh đó hy sinh. Thành ra có tên đường. À, vâng, có tên đường Lê Văn Việt. Mà có trong những cái tài liệu có nói rằng là cô Tám Thảo đã cứu bác thì trong cái tình huống nào vậy? Bữa đó là đánh Mậu Thân. À, cũng đánh Mậu Thân đấy. Đánh Mậu Thân thì tôi với cổ là ở chỗ 136B đường Gia Long. Dạ. Thì ngó qua cái trận đánh chỗ Dinh Độc Lập. Dạ. Thì tôi là được cái nhiệm vụ là cứ báo cáo liên tục về trên. Dạ. Không? Dạ. Báo cáo về trên để coi cái diễn biến trận đánh làm sao. Dạ. Thì như vậy là ngồi ở cửa sổ ngó qua. Dạ. Thì anh em đó đồng chí Tô Hoài Thanh vô cái lọt đạn đầu do hy sinh, người chỉ huy trưởng của cái đạn đó. Yeah.
Dạ. Từ 45 người đó. Dạ. Đó. Hy sinh rồi anh em đã nổ súng và bắt rồi qua cái đường Thủ Khoa Quân á. Dạ, dạ. Nó có một cái xây dựng một cái nhà lầu. Dạ. 4 năm 8 lần. Dạ. Thì anh em trụ tại đó. Dạ. Ở góc đường Thủ Khoa Quân và Nguyễn Du. Dạ. Đó. Thì nó ra cái ngõ cửa sau Nguyễn Du leo lên nhà lầu nó thấy thì tôi ở đằng trong 36B ngó lại đó. Thì nó ngang với lại cái extract, cái tấm tên tụi nó ngồi chỉ huy quấn quanh em mình. Dạ đúng rồi. Tôi và đằng kia ngang với đây nói chỉ huy quấn đem mình đây. Dạ. Thì quấn tới chiều mùng 2, mùng 3 thì anh em hết đạn. À, hết đạn. Hết đạn thì dùng gạch ngói tán lại thì chắc còn đã hết đạn. Lấy gạch ngói đánh mấy hồi. Lấy gạch. Lấy gạch của cái chỗ xây dựng dở dang. Tán lại anh em thì tôi với Tâm Thảo ngồi thấy hơi nóng mặt mà trong tay tôi có 2 khẩu K54. Dạ. Tôi là thuộc xạ thủ của Bộ Quốc phòng ở ngoài Bắc. Ồ, thế à? Bắn hai tay. Hai tay hai đầu. Vì súng ngắn thì giỏi lắm. Dạ. Xạ thủ của sư đoàn rồi đi thi Bộ phòng thua Trần Quanh thôi chứ đâu có thua ai. Ồ, thế à? Trần Quanh, Trần Binh rồi Dương Kỷ là ba kiện tướng ngoài Bắc. Dạ. Tôi vẫn thua ba điểm nó chuyên nghiệp. Dạ, đúng rồi. Còn tôi vẫn viên đại đầu. Thành ra nóc mặt mới chỉa qua cái SRS ra bắn hai phát. Bắn hai phát thì vô bệnh chỉ huy đằng kia lửa với cái đám mà hết đánh đạn này nè. Dạ. Thì nóng mũi vậy đó. Dạ. Làm sao cũng tụi chủ bắn. Thì như vậy là khi bắn rồi thì tụi nó coi cái hướng đạn. Ừ. Ví dụ như bắn vô xuống đây rồi qua đây thì nó ngó hướng đạn. Đúng rồi. Chị một cái toán, một cái trung đội cảnh sát giả chiến chị về. Nó bọc hầu mình. Thủ Khoa Quân nó quanh qua Gia Long. Dạ, và vô cái đường hẻm này. Đường hẻm này bắn qua đây. Dạ. Thì nó dí cái nhà mà tôi đang ở. Dạ. Cái đó cũng cái hơi sai. Dạ. Tại vì mình phải nóng mặt quá rồi dùng súng. Thành ra là mình lộn mục tiêu. Yeah. Mục tiêu thì nó xé cái dưới đã rồi nó nhà có cái gác. Yeah. Mà tôi thì tôi chơi ở cái gác ấy. Yeah. Nó trong cái kẹt đường thì yeah. Nó ra. Yeah. Thì cái tay mà ở đầu đường nó không biết là nó có ăn ý gì giật không, nó đi đầu nó dẫn cái trung đội nó vô. Thì nó nói mẹ bắt được cái thằng Việt Cộng này mổ bụng lấy lá gan có bị lớn mày dám vô cái vùng này. Yeah. Thì mỗi ngày nó thấy tôi chở Tấm Thảo đi cắt lương nghi. Yeah. Đi làm ở bộ tư lệnh hải quân. Yeah. Bữa đó nó dẫn đầu vô thì tôi muốn nóng mặt, tôi muốn bắn nó hạ cái cho rồi, nhưng mà nghĩ thương với gia đình. Yeah. Gia đình này tôi mới xác định là khi súng, khi giật nó thấy mình nó đưa súng lên thì tôi sẽ bắn. Ừ. Thì tôi lúc đó tôi lẻ ra 2 viên tôi bọng túi rồi mà. À. Ban đầu lẻ 1 viên đây, đặng khi mà lâm trận với nó rồi sợ bắn hết thì đúng rồi. Tôi còn 1 viên này mình tự sợ. Còn 1 viên bỏ đây. Rồi sao ông nghĩ ngoài rừng nó cũng có khi nó lép. lấy viên nữa bọc vô 2 viên, lúc đó mê vô 2 cái trúng 2 viên kê vô đây. Yeah. Làm cái o cái lâu với tên. Yeah. Thì tôi nhốt cái trong nó kẹt đó. Thì tụi lính nó chạy đùng đùng lên. Yeah. Lên thang lầu. Yeah. Kêu ông già lên giúp tinh dục đồ trong tủ ra, nó xếp coi tủ có 2 ngăn không. Yeah. Nhưng mà Tấm Thảo thì làm bộ ngủ trên cái giường đó. Yeah. Mà muốn qua chỗ tôi thì phải qua cái giường đó, đi vô cái Tấm Thảo đó. Yeah, vâng. Thấy không? Yeah. Thì tổ lúc đó tổ mới dán màn bước ra, mà tổ hầu đó tổ đẹp lắm. Yeah. Nghe nói Tấm Thảo đẹp lắm. À, đẹp lắm. Yeah, vâng. Thành đó bước ra thì tụi lính chỉ huy nó sững trời, nó nói sao con ngủ trên này. Cái ngày nay tôi làm việc bộ lĩnh hải quân, ngày nay lộn xộn tôi ở nhà đấy, cái nó dòm trên hình, nó thấy hình thằng Mỹ trên bàn á. Yeah. Nói nào méo nào đây, nó xét tôi đó. Yeah. Thiếu tá tình báo bộ tư lệnh hải quân. Yeah.
lúc đó tôi cũng hơi ngán rồi. Dạ, vâng, đúng rồi. Nó chỉ trong cái chỗ tôi đang đốt hỏi gì mà gỗ ngang gì. Nó giải nhà tôi những cái bệnh giải để mà dự trữ bán. Tôi có cái sạp giải Tân Mỹ ở ngoài chợ Bến Thành á. Dạ. Bữa nào anh dắt, ông dắt bà ra tôi xé cho anh xé giải đi về mấy đồ này kia nói bồ bồ mà. Dạ. Thôi về tôi ơi, nhà làm ăn lương thiện có gì. Em xuống nó về cho là tôi chuẩn bị chỗ là cũng là cái số nó quánh mà hy sinh rồi đó. Yeah. Là lễ hai viên bởi đúng rồi, mình đang chuẩn bị rồi đó. Sự kiện Tết Mậu Thân đã làm dư luận Mỹ kết luận là Hoa Kỳ không thể thắng được trong cuộc chiến này. Phong trào phản chiến tại Mỹ càng dâng cao. Các chính trị gia gây sức ép lên chính phủ Mỹ đòi xem xét lại cam kết chiến tranh, gây chia rẽ ngay cả trong các nhà lãnh đạo chính phủ. Tình thế ấy đưa đến sự cân nhắc mở thêm một đợt tổng công kích tiếp sau đó để hoàn toàn đảo ngược bàn cờ cuộc chiến. Tên của mùa xuân năm 1968 đã trở thành tên gọi của cuộc tổng tấn công vào 4 trong 6 thành phố lớn, 37 trong số 44 thị xã và vào hàng trăm thị trấn, quận lỵ Nam Việt Nam. Người Mỹ đã dự đoán cuộc tấn công này có thể diễn ra trước hoặc sau Tết, nhưng nó lại nổ ra ngay đúng dịp Tết. Vì vậy, phía Mỹ lẫn chính quyền Sài Gòn đều bị bất ngờ cả về thời điểm lẫn quy mô của cuộc tiến công. Chuẩn bị cái đợt 2 thì nó có xảy ra cái sự cố là cái tay phó chủ nhiệm chính trị của cái cánh Bắc, cánh do ông Nguyễn Thế Truyện chỉ huy, nhưng là ông bị pháo bắn chết đi. Và trong cái cảnh đói kém và pháo Mỹ nó dập quá vậy đó, thì cái tay Tám Hà này nó mất tinh thần, nó ra nó đầu. Ra đầu hàng và nó khai báo hết ráo mọi việc bố trí của mình ở thành phố rồi. Đó. Thành ra đó là ở trên nó mới chỉ thị tôi vô để nắm cái khẩu cung của nó, thì vô cũng gặp ông ẩn ở đây. Ông ấy bị sáng nào ông thường ra đây, thành trên kia. Ra đây thì mới là cùng đi với ông đi lại lăng ông đó, kêu thằng cơ sở ra mới lấy cái bản khẩu cung của ông Tấm Hà về chụp lại. Và sau đó thì ông chở mình đi lên Bộ Tổng Tham Mưu, vừa chở ra công ty Năng Tan nè. Bởi vì công ty Năng Tan này là cái tụi tình báo quốc tế nó ở đây nè. Mình báo cáo về cái khẩu cung của anh Tấm Hà, được kèm với nhận định của mình. Là mình nói thấy trong này đó, đi quan sát với ông Phạm Xuân Ẩn thấy là tụi chiến thuật, kể cả tụi chỉ huy sư đoàn của Mỹ, nó muốn rằng mình đánh vô để nó dễ tiêu diệt, khỏi lên chiến khu. Lên chiến khu khó đánh. Còn cái tụi chiến lược, tình báo, thì nó nói nếu mình đánh vô cứu nữa thì không cứu vãn nổi. Thời kỳ đầu, H-63 là bộ phận địch tình của thành ủy Sài Gòn. Khi Phạm Xuân Ẩn từ Mỹ trở về, hoạt động giữa Sài Gòn với tư cách phóng viên báo nước ngoài, ông Mười Nho, tức Nguyễn Xuân Mạnh, cán bộ cục tình báo, là người trực tiếp chỉ đạo. Năm 1962, ông Mười Nho bị bệnh, cả mạng lưới với một điệp viên đã nằm sâu trong lòng địch như Hai Trung. Cần một chỉ huy giỏi, Tư Càng là người được thủ trưởng phòng tình báo miền lựa chọn. Từ tháng 5 năm 1962, ông Tư Cang trở thành chỉ huy trực tiếp của người được mệnh danh là điệp viên hoàn hảo. Có những cái nhiệm vụ rất là ghê, mà đêm phải về dặn vợ con. Nói nếu ngày mai anh bị bắt, có những nhiệm vụ coi bị bắt như không. Ngày mai anh bị bắt thì em đưa mấy đứa con đi đâu và em khai thế nào, em không biết cái gì về anh hết, nói vậy để cho giặc nó không có làm khổ em. Thì khi mà nói chuyện với nhau ở nhà hàng Victory rồi, để xác định rằng cái nhiệm vụ ngày mai là một cái nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, thì tối ông về ông dặn vợ ông xác định là hy sinh. Nhưng mà mấy làm sao khi thi hành cái đó rồi ông ra ông nói: đời tôi nói thiệt với anh Tư, tôi làm tình báo mấy mươi năm rồi, nhưng mà bao giờ, chưa bao giờ cái chân trái tôi nó rung như bữa nay. Tôi đưa cái món đó cho cái đối tượng đó theo cái yêu cầu cấp trên, mà cái chân trái tôi nó rung, tôi không kềm lại được. Thế là cái đêm đó ông dặn vợ, ông biết có thể hy sinh. Và tôi thì tôi ngồi dưới sân đó, ông lên ông làm cái việc đó với cái tay đối tượng mà trên yêu cầu, một cái tay cao cấp của nước ngoài. Mà tôi xác định rằng nếu nó bắt anh thì nó sẽ xuống nó bắt tôi. Thì tôi với cái khẩu súng mà giấu trong xe luôn luôn thì sẵn sàng tôi bắn nó vài thằng, rồi tôi với anh cùng hy sinh ở đó.
Thì cái bữa đó xác định vậy và chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Mà nhiệm vụ đó là của Trung ương giao qua tình báo mà về báo cáo cấp trên á, cấp trên nói dứt khoát phải thi hành, không thể nào thối thác. Mà tụi này nói hãy thi hành thì có thể hy sinh, trên nói hy sinh chấp nhận và phải làm. Ông cứ gặp tôi thì ông rất ca ngợi, là vì bữa đó tôi về hưu rồi, tôi làm cho thanh niên xung phong kiếm được gỗ về trên nhà. Bữa đó tôi vô đợi salon là đồng chí Võ Viết Thanh á, Lý trưởng thanh niên phong á, dạ. Đợi ký cái lệnh đành tôi đi à. Hồi đó là nói trung quý trong cái lữ đoàn này, tôi chính quỹ, nhưng mà sau giải gì sẽ làm lớn hơn chỉ huy trưởng thanh niên phong thì tôi phải đợi ký. Hồi đó thì ông Mười Hương ông đương tham gia cái hội nghị của cán bộ thanh niên phong, ông ra ông thấy tôi ông đứng sững. Anh Mười quên tôi rồi hả? Tôi nhắc lại hai tiếng, anh nhớ mời lời. Tôi nhắc như mời lời cháu. Trời đó, tới ông Trực Trang. Về tôi kiếm ông quá trời muốn gặp. Lúc đó thì ông Mười Hương cũng về hưu rồi mà. Về xong làm bí thư Trung ương Đảng. À, làm bí thư Trung ương Đảng. Bí thư Trung ương Đảng, vụ cách cái gì vậy? Vụ cách về cái gì có đi kiểm tra thanh niên không? Ồ, thế là dạ. Thành ra rồi ông đi vô đây. Tôi ngồi đi. Ông để tôi ngồi chính giữa, ông ngồi bên, ông giới thay ngồi bên, ông xin giới thiệu các đồng chí, đây là đồng chí Trực Trang, người đã cứu tôi ra khỏi tù Mỹ Diệm. Người cứu tôi ra khỏi tù Mỹ Diệm. Rồi ông Bế Thanh đứng, ông ngồi hôm nay, ông Bế Thanh ngồi hôm nay, ông Bế Thanh đứng lên đó. Trên mà đây là thủ trưởng lữ đoàn của tôi. Tôi lúc đó cũng như cấp dưới mà đi làm xong mà, mà được hai người lớn ngồi hai bên giới thiệu thì phải ngon quá. Dạ đúng rồi. Một ông thì nói ông Trực Trang ông cứu tôi ra khỏi tù cái gì mà hồi đó đúng là tôi trình báo lúc ông bị bắt á, là mua là đưa chạy 3-4 ngàn đô để mà thuyết phục cái thằng giữ hồ sơ tàu đó. Nghĩa là mày coi như mày thất lạc hồ sơ trong 15 phút cho mày số tiền đủ mua cái Mercedes mình đi. Thì thất lạc hồ sơ thì giao thông tụi tôi vẫn chạy. Vậy ra chở chạy về Bến Định. Bến Định thì tôi cấp cho ổng cái xe đạp, tôi cái xe đạp. Đạp về bao lên. Cái ổng hỏi bữa đó ông hỏi các bà mà chưa dắt tôi tới bà ở Củ Chi, bà nấu cơm tôi ăn với lương kho đó, thịt lương kho đó bà giờ còn sống. Tôi nói còn sống bà nhắc anh hoài, tôi nói giờ anh làm lớn lắm ở ngoài Hà Nội vui. Nó mai trở lên thăm bà đó làm gặp vậy. Còn cái lúc mà ở tù cũng vô đó thì ông Trần Văn Danh ngồi kiểm điểm, kiểm điểm cũng như hỏi lại cái thời gian ở tù, còn tôi làm thư ký, tôi lúc đó hỏi quỹ tình báo tôi làm thư ký, thì nói chung là gặp nó cũng nể ổng. Thế còn ông Phạm Ngọc Thảo thì ông đại tá Phạm Ngọc Thảo? Đó, người đó là của cấp trên dài, mình biết đó. Không biết đấy, chưa bao giờ gặp ông Thảo? Chưa bao giờ. Ông Thảo là người Công giáo luôn á. Nghĩa là chỉ nghe những cái chuyện ông làm, tức là ông làm như vậy là tỉnh trưởng Bến Tre, Bến Tre, Bến Tre. Mà Bến Tre tôi nghĩ là cái đồng khởi mà phát hiện cũng có cái công của ông. Vì tụi tình báo Mỹ, tụi tình báo nó báo cáo về, báo cáo về cho Thiệu, cho Diệm đó. Muốn diệm đúng rồi. Rồi sau này cho Thiệu nói ông đó chứ làm sao bắt tù vô rồi ấu ông nấu cháo gà rồi cho ăn lụng thả. Coi là thì Diệm có mời ông lên hỏi cái vụ đó, nói tụi nó báo cáo là cho như là bắt tù Việt Cộng rồi vô lúc thì tôi cho thả. Tại sao cái ông nói là
Cộng sản nó nhờ vậy nó mạnh. Còn mình là đảng Tần Lao Dân Dị, mình cũng phải có cái sách lược vậy. Đúng rồi. Còn ai mình cũng giết, giết hết thì đâu có. Thành ra mình phải chiêu mà dụ người ta. Thì cha viện nghe đồng ý kêu các nơi nó ngoài học tập và học thảo nha. Cha đó là giỏi. Sao tôi nghe có cái đó. Và nói lại là viện khoái lắm. Mà về làm chánh văn phòng. Chánh võ phòng. Rồi lúc đó là sau một lần là điều khiển cuộc đảo chánh. Đảo chánh. Đúng rồi, đảo chánh. Không có... Lượng mình bữa tôi ở trong Củ Chi mà thì trên ông gì lúc đó mà kêu mới vô làm tư lệnh miền bên mình á, tư lệnh miền á, còn đi xe bò xuống kia bò xuống tôi hỏi giờ có phối hợp gì sao được. Ông này lực lượng ông vậy có cái súng bá đỏ không lần được. Tôi năn nỉ ông tôi xin cái súng bá đỏ bị tôi bảo vệ tôi nói cây tao bắn xe tăng ngon lắm. Thì nói chung là mình chưa có lực lượng. Đúng rồi. Để mà vũ khí lúc còn thô sơ lắm. Nói lúc đó chỉ mới có súng bá đỏ. Ông đó tên anh gì Trần Văn Hoa, tên cũng tên Trần Văn Hoa, tư lệnh ở ngoài tử vô. Ngoài cử vô thì lúc đó là ông đi bằng quánh xe bò tự trên căn cứ xuống Củ Chi. Thành ra nói cái tình hình lúc đó nó vậy, nó 65 á. Chưa có gì để phối hợp được. Đúng rồi. Thành ra ngoài này thất bại. Nó dẫn về chỗ an ninh quân đội nó điều tra. Thằng Nguyễn Ngọc Loan tự tay điều tra đứng lên. Bác có gặp ông Vũ Ngọc Nhạ bao giờ không? Vũ Ngọc Nhạ thì về sau này cái về hưu rồi mới gặp nhau. Vì những cái cụm nó phân cách nhau. Về hưu rồi mới gặp nhau. Dạ, ở cụm khác, ở cụm khác. Dạ. Yeah. Nó giỏi giỏi. Ông Nhạ giỏi. Đó là cố vấn về công giáo. Cố vấn về công giáo cho chính quyền thì thì lúc tôi ở trong thành á thì mấy người đó một cái cụm bị tan rỡ là giật nó bắt lên nó tòa án binh. Tòa án binh rồi cái báo Thành Trung nó đăng cái tựa là những người bị xử ở tòa án nhưng mà coi như những người bị ăn cướp. Tức là sắc mặt rồi vẫn thư từ. Và khi mà mấy người đó người ta nói phải kêu ông Thiệu đó làm chứng và đấu chiếu cái gì đó thì không kêu được thì mới tuyên án chung thân. Thì ông Vũ Ngọc Nhạ ông nói có nói câu là tụi tôi chẳng mở hết chứ chúng ta sẽ đâu. Thế là tinh thần lạc quan. Rồi lúc giải phóng rồi ông có vô đây ông chơi với lành. Thưa bác, là có một cố vấn mà thấy ít bên Quân đội Nhân dân nói, nhưng mà ông đó nghe nói là cũng là được dài vào làm cố vấn cho ông Thiệu, đó là ông Huỳnh Văn Trọng. Huỳnh Văn Trọng ở trong văn phòng ông Thiệu. Đúng rồi. Ông có công. Có công. Giờ lúc đó ông cũng bị bắt lên tòa án binh đó. Dạ. Tòa án binh đứng chung với ông Vũ Ngọc Nhã rồi. Dạ, Vũ Ngọc Nhã. Rồi dưới một ông cụm trưởng Quỳnh Bắc tới nó Nguyễn Nhân Lượng. Hai ông cụm trưởng lúc đó nó bắt cùng nó bị cái đường giao thông sao nó tan giờ. Thế còn thì nghe nói lúc đó hình như là ông Quỳnh Văn Trọng là bị CIA nó phản, nó báo thông Kiều. Rồi nó mới lộ ra được hết ra tất cả cái vụ đó. Nếu như cái chuyện ra mình cũng không có chắc. Thế bác có biết ông Đặng Trần Đức không? Đặng Đức thì giải phóng rồi cũng biết. Dạ. Tức là trước đó là mình không gặp nhau. Vì ông ở một cái cụm khác. Ở lại cụm khác. Cụm đó cũng mà coi ông là ông gì đó ở cụm kêu là A36. Dạ, A36. Ông cụm trưởng là ông Bảy A. Dạ.
bé ăn bé ăn. Và cái người giao thông đó là ông Nguyễn Văn Thương. Dạ. Nguyễn Thương mà bị tư tụt hai chân. Ồ. Ông Thương mới trước là mới 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 chết. Dạ mới chết. Dạ. Tức là bị bên Việt Nam Cộng Hòa đó. Điện phải cái tấm reo trong mùng. Thế còn ông Lê Hữu Thúy thì sao? Thúy thì cũng đi học, đi họp sau Hòa Bình mới chết. Ờ. Là ông Lê Hữu Thúy hình như là cụm A22. Hình như là thiếu tướng rồi. Ông cũng đại tá. Đại tá có ghi trên cái mộ trên nghĩa trang. Ờ, nghĩa trang thành phố này. Ờ, nghĩa trang dạ thành phố. Thì rồi sau khi mà thống nhất đất nước xong thì những cái cụm như là cả A36 rồi cả A22 này kia, tất cả ra lúc đó cái giải tán hay sao, hay là đưa về làm những cái anh em bị đưa ra các cái nơi đó. Dạ. Được điều ra làm công an, làm các cái đoàn thể rồi. Dạ. Có ai đi tiếp tục làm huấn luyện viên để hướng dẫn cho các cái thế hệ sau? Chẳng có, lúc đó bị tôi qua biệt động rồi. Lúc đó tôi qua biệt động đi đánh giặc rồi. Đi qua biệt động tôi là đánh giặc rồi. Từ 74 đó, thành lập cái đội lữ đoàn 36 này đó. Thì tôi sang đó. Để mà... Còn tôi là bắt đầu chữ B đó. Quánh vô thành. Không, đi B thì từ 61. Giao bếp. 61 và làm tình báo suốt cho tới 73. B3 thì trên cử ra ngoài Đông Anh học cái lớp bổ túc chính quỹ sư đoàn. Thì cái ông mà bữa đó ông tham mưu trưởng, ông đã thông, ông nói các đồng chí đi học để học ráng học rồi 76 về cầm quân giải phóng thành phố. Thì tính đến 76 ra. Thì ra quê học, cái tôi học mới có 1 năm. Thì lớp 30 mấy cấp tá thì lựa có mình tôi đi về Nam là gì? Có cái phương án là quấn tận đường phố. Mà cần nên là rành đường. Có chiến đấu với Mỹ rồi. Thành ra là tôi mới được chọn về. Chọn về năm 74. Ôi, 20 tháng 4, 75 tôi mới tới trong này. Để làm chánh quỹ, chánh bắt của lữ đoàn này đặng đi vô thành. Nhưng mà rồi là, thấy không, bị tan rã, nó đầu hàng. Tức là mình đã kế hoạch, tức là bên Trung ương đã có kế hoạch là huấn luyện để mà đánh trong thành phố. Bởi vì đó là cái phương án. Phương án. Vì có cái phương án là nếu mà cầm cự lại thì phải quánh từng đường phố chứ. Thành ra mới cho cái xe rép và hỡi tôi chạy về trong ngày sinh. Trong ngày sinh ra tổng cục, thì tổng cục điều tôi từ cái trường ở Đông Anh, học viện chính trị. Điều về chạy riết về mấy ngày tới Lộc Ninh thì trên Thanh Tông tôi xuống là cánh quỷ, cánh cái bắt để mà đi vô thành. Lúc đó mình đi vào đó nghe nói là có những nữ giao liên ra hướng dẫn mình đi vào trong thành phố. Giao liên tụi tôi thì nó rành đường thành phố. Dạ vâng. Sáng lúc 8:30 9 giờ thì cái anh pháo binh quân đoàn 3 còn vô liên hệ với tôi tại Hóc Môn để mà hỏi về cái các đường phố trong Sài Gòn, bánh bản đồ ra cao ốc chỗ nào nào. Rồi tôi chỉ cho tôi nói vậy, rồi ổng xin ba giao liên nữ để dẫn cái vị ổng. Thì đang bàn tính vậy tới 11 giờ gửi người ta nói Dương Minh đầu hàng đâu đi thấu dẹp. Lúc đó ông nghe nói là cái lực lượng pháo binh của mình đặt ở Hóc Môn, cái pháo binh mình đặt của quân đội nhân dân đặt ở Hóc Môn mới lại. À, mới là trên đường quốc lộ 20 ở Long Khánh đó, đánh chặn Sư đoàn 18 á. Thì tại sao mà đi một cái con đường xa như vậy mà bên Việt Nam Cộng Hòa không phát giác này? Thấy tự cái con cái pháo binh tôi biết là nó cái pháo lớn của mình là đặt ở Nhân Trạch. Nhân Trạch nhá. Nhân Trạch kề gần đấy. Bắn qua. Dạ bắn qua. Vì lúc đó thì
đại hùng binh kéo vô, bằng xe, bằng đồ phé pháo rồi rần rần quánh Xuân Lộc. Quánh Xuân Lộc nó tâm tử quá, để người ta dây lại ta bỏ. Như vậy hồi đó là hồi đó bác ở Củ Chi nhiều à? Củ Chi 10 năm. Ở 10 năm Củ Chi, tôi là dưới hầm. Dưới hầm 10 năm, tới đêm cũng lên đặng hết cái trời. Nghe nói lúc đó Mỹ nó cho chó bẹt dê đó, cho bẹt dê đi vào trong săn lùng mình lắm, làm sao mình tránh được? Nó có nhiều cái phương pháp để tránh. Một là ban đầu thì họ rắc tiêu. Dạ, rắc tiêu. Tiêu rồi nó hết, nó sạch. Thì sau đó ở bên Cộng Hòa thấy rắc tiêu cũng không có ấy. Thì nó bỏ cái rắc tiêu đó đi. Dạ. Bởi vì tiêu thì nó cũng lộ mình ở dưới. Đúng rồi. Thấy không? Thành ra sao mình mới biến lại thành mua lưỡi giao thông, mua xà bông Mỹ. À, xà bông Mỹ. Xà bông Mỹ nó có cái mùi. Đúng rồi, mùi của Mỹ. À, nó nghe mùi Mỹ. Còn bên nào mà có tấm da cọp thì còn hay nữa. Nó hết nó nghe mùi cọp, nó chạy. Thấy vậy. Nhưng mà nó nói vậy thì tôi thấy ít giặt trọn cái thế ít lắm à. Bởi vì mỗi thằng đi thành thử cái dùng Củ Chi đó, mỗi thằng đi tụi tôi ngồi dưới hầm mà nó có một cây xóm hầm. Đi vòng 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 mà cái hầm của mình thường là cái nắp bằng ván mít. Chắc chắn thì nó vòng ngang cái cột tiền dưới là cái nắp địa đạo. Đúng rồi. Thế còn nghe nó đổ nước thì sao? Mỹ thì máy bay Mỹ nó tới nó đổ nước không? À, thì có một lần nó không phải máy bay mà tại An Thành đó, nó đưa nước sông lên. À, đưa nước sông lên à. Đó, tức là nó bơm nước sông lên nó đổ vào. Bơm nước lên thì em cũng thế. Mình ngộp thì sao? Mình có bị ngộp không? Không bao giờ mà nó đi lên tại cái lỗ mũi người ta. Không có khi nào chết gì cái đó. Anh em nó cũng có cái đường á, đường trầm dưới này. Cái đường bẩn lên. Nước nó khiến đi xuống đường trầm nó. Đúng rồi. Anh em nó lên bẩn. Bác 10 năm ở Củ Chi như vậy là bác đi về cái thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên. Thường xuyên. Mình đi di chuyển bằng gì, đường bộ hay là bằng xe ôm đó. Bằng xe ôm rồi. Rồi về tôi cũng có cho tiền cho mấy người họ mua Honda và chạy xe ôm. Chạy ôm cho quen đường. Rồi tôi nói ngày đó đón tôi tại Hóc Môn để đi về Củ Chi thì anh em đến đó. Tôi lên tới Hóc Môn để ngồi xe anh em đi về. Nó quen đường rồi, với nó quen mặt với lít rồi. Phải chi vậy chứ. Cho những anh em nào mua hồi đó 29,000, 30,000 cái xe. Cái lúc sau này bên cảnh sát á, nó thay đổi những cái thẻ căn cước của bên Việt Nam Cộng Hòa đó. Cái loại căn cước bọc xong rồi cái có góc hồi xưa là góc vuông, trong là góc tròn tròn. Thì lúc đó là bên này cũng phải đổi ha. Đổi rồi lúc đó thì phải mua. Phải mua. Mua trong này. Dạ. Đem ra. Dạ, mua trong cái này. Gì có tiền mua trong này được. À đúng rồi, đương nhiên lúc đó có tiền mà mua. Bây giờ bên hải ngoại có tiền mua cũng được nữa, mà tại vì nhà nước mình không muốn mua rồi. Mua cả xe gạo rồi nó bỏ luôn cái cầm nhông ấy. Ừ, đúng rồi. Dạ. Ông anh em là người bán gạo đây, chở vô Long Khánh. Ông là phó binh. Thế rồi cái bắt được mấy cái thẻ căn cước? Chúng cho 3-4 thẻ. 3-4 thẻ. Giờ có nộp ở ngoài bảo tàng của tình báo. Có nộp ở trong bảo tàng tình báo. Nó cũng cái xe tôi xe Pro De Sanchez. Dạ. Xe ảnh rồi nên cắt hai cái xe bây giờ ở song song nó về bảo tàng. Mà có đường Lê Trọng Tấn. Ồ. Là do Lê Trọng Tấn có đó. Những cái súng đầu của tôi. Dạ. Với lại những cái tấm giấy căn cước rồi. Dạ. Nộp về quẻ. Có căn cước nào tên Nguyễn Phương Hùng không? Không. Căn cước hồi đó tôi giấy giả của tôi thôi. Dạ, mua một cái căn cước đắt không? Hả? Bác mua căn cước đắt không?
Hồi đó là có cụm nó lo nó mua cho. Có cụm nó mua hết. Mua một lần 40-50 cái. Trời ơi. Mua lần 40-50 cái. Cái chứ còn cái thứ đó. Cái thứ đó sau này là mình làm không được. À, đúng là cái lại sau này là Mỹ nó làm. Là nó bắt một cái bà giao thông ha. Nó bắt bà giao thông tại Hóc Môn. Cái lính nó chung hầu đó. Lính nói là lính quỷ cho anh em nó cũng có tinh thần. Dạ. Nha. Không bắt bà vô phải nói về biểu mấy ông làm lại cái đi bằng giấy này chết hết. Dạ. Bà kêu bà nói trời đất ơi giấy giấy có gì nó bà vô đây. Vô phòng nha. Nó đút cái thẻ của nó vô nè. Nhấn cái thấy chớp những cái dễ con rồng. Đúng rồi. Còn cái giấy của bà lì tâm về những mấy ổng đi về chết á. Nó bắt liền. Nói chung là cũng như cái thằng mà thả tôi ở Mỹ Phước á. Dạ. Tôi nghi nó là cũng là gia đình cách mạng. Dạ. Hay là nó cơ sở. Tức là cũng phe mày nhé. Nào chứ còn lính đã phát hiện tôi giấy dạ. Giả rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Vô trình nói xếp coi lại. Tôi đứng đây cách nó 6 thước đó nha. Xếp coi lại coi giấy này kỳ quá. Thì lúc đó nó chỉ lại cái xe mà cần câu nó để nó hỏi về cổng nhà là giấy số mấy tên gì là tôi tiêu rồi với tôi. Dạ đúng rồi. Thấy không? Nhưng mà nó thương tôi sao? Tôi nghĩ là nó là có là bên mình. Dạ. Cũng có thầy lắm. Bây giờ biết nó đâu đâu. Dạ. Mà bữa đó Trung Quý ngồi tại góc xài Mỹ Phước á. Dạ. Nó biết nó đâu rồi tới rồi hỏi hồi đó tại sao mày tại tao. Dạ. Thế ngày 30 tháng 4 thì bác có chỉ huy một đơn vị nào không? Biệt đồng đội nào? Ngày 30 tháng 4 thì cái ngày đó là các cánh nó xuống cái này nó quấn hết rồi. Dạ. Tôi là ở chỉ huy sở tại Hồng Môn. Dạ. Tôi với lại đồng chí Lữ đoàn trưởng. Ừ. Tôi là chánh quỹ cánh Bắc. Lúc dạ. Nãy bác đã nói rồi. Tôi là ở ngoài mới vô chánh quỹ cánh Bắc. Dạ. Hai người. Đến đó thì tới 1:30 thì tự ngồi xe buýt đi xuống Sài Gòn. À, tại lúc đó đầu hàng rồi. Ở đâu hết rồi. À. Vô. Thành ra mình chưa kịp cần phải sử dụng cái trúng ống gì hết. Cái phương án mà quánh đường phố là không có dùng. Dạ. Còn cái quánh đường phố là pháo binh đồ nó làm. Dạ, đúng rồi. Tan nát hết đúng rồi. Mình sử dụng, mình giải phóng rồi một thành phố còn nguyên vẹn. Đó, ở đây cái sức dân là thấy không? Dạ. Cái vận động của các cái đoàn thể cả của phía bên binh vận. Dạ. Binh vận đấu với ông Dương Văn Minh. Dạ. Binh vận đấu với cây gì mà tụ tá Dương Văn Minh nữa đó. Dạ, ông Nguyễn Hữu Hoạch à? Đó, thì thành ra các phối hợp lại mới có một thành phố nguyên vẹn. Lúc bác đi xe jeep vào trong thành phố thì bác đi xe jeep của ai? Của Việt Nam Cộng Hòa? Của nó mình lấy. À, của nó mình lấy. Tại đường số 8 là lấy. Yeah. Có cắm cờ giải phóng hay cờ... Không có cắm. Không cắm cờ gì hết. Không cắm gì hết. Tức là mình lấy xe thành ra họ nhìn họ đâu có biết là ai. Mà mình thì bận đồ giải phóng rồi. Mà đồ giải phóng rồi. Còn về tới căn cứ Quang Trung thì tụi nó vừa chạy vừa cẩu đồ bỏ trên đường. Vứt đầu đúng rồi. Nó đồn bỏ xe viết chạy cả lục bục lục bục. Khu vực đó là của lính nhảy dù đó, cái nhiều. Thế nghe nói trong cái trong sách có đọc, có viết về cái vụ cầu Rạch Chiếc đó. Cái bác đầu ra chiếc là cha thầy nó nổ súng đầu tiên nè. À đây nổ phát vâng. Đầu tiên lát nữa ra nó vào bữa nay luôn. Dạ vâng. À, thế bác còn gì để muốn chia sẻ với lại khán giả KBC Hải Ngoại? Chúng ta đã có hơn một tiếng đồng hồ để nói chuyện và cảm ơn bác rất nhiều về những cái tư liệu lịch sử này. Thật sự rằng nếu mà không có những lời tâm sự của chính nhân vật chính thì thật sự rất nhiều điều mà chúng ta thiếu sót trong cái và tài liệu trong trong tương lai. Hy vọng rằng KBC Hải Ngoại đã làm được một điều tốt để những cái thước phim của KBC Hải Ngoại sẽ để lại cho hậu thế được những cái hình ảnh. Và không biết nói gì hơn thì bác muốn có những lời gì tâm sự với lại khán giả, mời bác. Nói chung là
thì một cái đất nước của mình mà bây giờ thống nhất, hòa bình, cái vị thế của đất nước càng ngày càng lên, rõ ràng là một cái hạnh phúc cho những người Việt. Trước đây thì Pháp nó cướp cả tên Việt Nam không có trên bản đồ. Indochine, đúng rồi. Indochine là Français. Tonka, Lan Nam, là Cochinchine. Dạ, đúng rồi. Nghĩa là đúng tan nát hết. Bây giờ thành một đất nước thống nhất vậy là biết bên mưa là xương máu. Vâng. Có liệt sĩ từ Điện Biên Phủ, từ chỗ tới Mậu Thân, từ chỗ tới cái tổng công kích sau này. Biết cái máu thành ra bây giờ, mặc dù nói là người Việt trong nước hay người Việt nước ngoài, mặc dù nói là người của chế độ nào trước đây, nhưng chúng ta là cái người Việt Nam. Thì hôm nay tự hào về cái đất nước của mình, tự hào về chúng ta, biết ơn các liệt sĩ, biết ơn cái đảng Cộng sản, một cái đảng sáng suốt. Nội cái quánh vậy đó là sáng suốt. Đúng rồi. Bởi vì cái ngày đó mà có năm quân đoàn thần tập đi vô vậy để mà giải quyết một cách nhanh chóng rồi. Thì tôi làm tình báo, ngày đó là có thằng Colonel Van Dixem nó vô nó thuyết phục Dương Văn Minh. Đúng rồi. Ở lúc 9 giờ vô thuyết phục biểu, sau cùng nó biểu lấy sông Hậu làm cái ranh giới. Thì bây giờ chúng ta cũng như Triều Tiên và Hàn Quốc. Dạ, Hàn Quốc. Nhưng mà bây giờ mà chúng ta toàn diện cái nội công nghiệp là cái chỉ đạo cái đảng rất là sáng suốt. Biết bao nhiêu liệt sĩ ông hồi thì có thể nói rằng dù cho nước ngoài hay người trong nước thì đều phải biết cái sự lãnh đạo của đảng và biết ơn của những gia đình liệt sĩ thương binh đổ không biết bao nhiêu xương máu. Nhân dịp bác nói về cái trận ở Điện Biên Phủ thì năm đó bác đã là 30 tuổi. Năm đó thì năm 54 là năm tư thì tôi 56 tuổi. Năm đó tôi làm phó chỉ huy quân báo của tỉnh Bà Rịa Chợ Lớn. Và chỉ huy quân báo của ba huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Nhà Bè. Trực tiếp đóng quân tại rừng sát. Bác là người miền Nam thuần túy luôn á. Dân Bà Rịa. Dân Bà Rịa, đất đỏ Bà Rịa. Thì mà bác hoạt động cho từ hồi đó giờ mà không bị phát giác cũng rất là không ai. Cháu có một người bạn nó ở A10, Nguyễn Hữu Khánh Duy, cùng lớp mới lại Nguyễn Khánh Duy, tụi cháu học cùng trường Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Thì cùng lớp là có đại tá Huỳnh Bá Thành. Huỳnh Bá Thành thì sau này là làm báo công an, làm báo công an là phó tổng biên tập báo công an đấy. Thì vợ cùng Huỳnh Bá Thành bây giờ đang ở ngoài đi qua bên Mỹ rồi, sau khi Huỳnh Bá Thành chết. Thì bây giờ đó Nguyễn Hữu Khánh Duy đang ở đây nè, gần như bác cũng bằng gần bác. Bác có nghe tôi có vô đó chơi mấy lần mấy ảnh có lại đây giờ có đi sinh hoạt cựu chiến binh với nhau. Nguyễn Hữu Khánh Duy là biết là chiều nay là cháu có tới đây gặp bác. Bảo có vô nhà ông Tư Cang thì giờ lại tôi nói là mày mà gặp được ông Tư Cang đó là mày có một cái duyên phận rất lớn đấy. Rất nhiều người gặp muốn gặp bác Tư Cang không có phải là dễ dàng mà gặp được. Vâng, thì coi như là đây là lần thứ ba mà hẹn được ông bác này mới gặp được bác. Thì xin phép là xin lỗi quý danh anh là gì anh? Nguyễn Đức Thọ. Dạ vâng. Thì anh giữ chức vụ gì trong Quân đội Nhân dân? Tôi là ngày xưa là bên đặc công đặc công xong rồi chuyển vào đây là vào cái đơn vị biệt động. Biệt động lúc đó ngày Bắc cũng là đặc công vào Việt Nam. Anh đặc công đất hay đặc công nước? Đặc công nước, đây là rất là lặn giỏi lắm. Thế rồi bây giờ gia đình mình sao? Năm nay anh được bao nhiêu tuổi? Năm nay 65. Anh ở quân đội được bao lâu? Tôi ở có hơn 10 năm. Thì mình đã tham gia trận đánh nào không?
tôi cũng có tham gia với cái trực tiếp thì có cái trận cầu Rạch Chiếc. Cầu Rạch Chiếc là anh dạ, lúc nãy bác nói anh là người đầu tiên nổ súng. Tôi là người bắn cái phát súng đầu tiên đó anh. Bắt. Dạ. Đơn vị mình lúc đó bao nhiêu người? Đơn vị của tôi thì thực chất là nó khoảng 60-70 vậy thôi. 60-70. Kết hợp 2-3 đơn vị lại. À. Để mà đánh cái cầu đó. Để tổng cộng cái xuống mà để đánh cái cầu nó khoảng gần 200 người. 200 người. Thì rồi cái lúc trên cầu đó là đơn vị nào giữ bên Việt Nam Cộng Hòa? Bên Việt Nam Cộng Hòa, lúc đấy cái tiểu đoàn Bảo An Dân Vệ. Địa phương quân. Địa phương quân. Dạ vâng. À. Nhưng mà nó đóng thì nó lâu đời đấy bao nhiêu năm rồi. Rồi đúng rồi. Sau này thì nó có tăng cường, lúc tăng cường về cũng nhiều. Dạ. Rồi, bây giờ nhân tiện nói chuyện này, chiến thuật mà các anh đánh ấy, thì là mình có đưa người qua bên kia trước, ở bên đầu cầu bên kia đấy, xong rồi như là anh đặc công nước ấy, là thường thường đi qua bên đó xong mình giật cập chập cái đầu cầu để khi mà quân Việt Nam Cộng Hòa có lên tiếp cứu ấy, thì cái cầu đã sập rồi. Thì không tại vì ngày xưa thì là cái thời kỳ về chiến tranh ấy. Yeah. Đang còn đấy thì là cái phương hướng là đánh phá cầu chứ, nhưng mà yeah, sau này bắt đầu vào chiến dịch Hồ Chí Minh rồi thì mục tiêu lại là phải giữ cầu. À giữ cầu thì lúc đó mình đúng rồi. À, tức là rồi. gần 30 tháng 4 đấy. Dạ. Yeah. Không phá. Trong cái lúc mà huấn luyện ở ngoài kia thì chủ yếu là huấn luyện cái cách phá. Yeah. Phá cầu là phải ít nhất là hàng tấn thuốc. Đúng rồi. Ba người là phải cỡ đúng và đánh vào cái mố cầu là phải có một tấn thuốc trở lên. Yeah. Thì nó mới nổ phải đi cầu. Yeah. Ngày xưa lúc mà học ở kia thì chủ yếu là học bằng cái cách này để mà bỏ đá vào trong. Yeah. Vô cái đóng cái khối. Yeah. Đóng cái thùng bằng gỗ, bắt đầu là bỏ đá vào. Yeah. Bắt đầu tập bơi cái nước để kéo. Yeah. Cái khối để lúc mà khi vô đánh thì yeah, học cái đó. Yeah. Nhưng mà đến lúc vô đánh cái đầu này thì lại không. Yeah. Thì lúc đó anh có gia đình chưa? Chưa. À, lúc đó chưa có gia đình, tại nhà còn hăng lắm. Thế rồi gặp mà chị gặp ở trong này sau 30 tháng 4. Phóng trong rồi sau này về quê mới lấy và về quê. Quê anh ở đâu? Thanh Hóa. Quê Thanh Hóa. À người Thanh Hóa. Thì tôi mới ở Thanh Hóa kỳ vừa rồi, hồi tháng 12 vừa rồi. Tôi đã được đi Thanh Hóa, được đi thăm đất Lam Kinh, rồi cây ổi cười, rồi cá thần, chuối cá thần Thanh Hóa. Hình như lúc đó là người Thanh Hóa đó gọi là cũng như là người Thái Bình cung cứng cho đất nước mình rất nhiều người. Thì bác mới lại anh mới lại bác đây có liên hệ với nhau. Thì lúc tôi thì được bổ khung vào đây, vào cái lữ đoàn này. Để mà chuẩn bị cho đánh Sài Gòn, cũng là mục tiêu huấn luyện từ ngoài kia là chuẩn bị cho để đánh Sài Gòn, để bắt Sài Gòn. Yeah, yeah. Để bác Tương Cang đây là cũng ra người bác học. Yeah. Để chuẩn bị để về Sài Gòn, để phóng Sài Gòn. Nhưng mà bác là cán bộ học về sau, khi mà chiến dịch cái mũi nó nổ ra rồi cái chiến sự nó diễn biến nó nhanh quá thì bác cái là cũng được trở về, thì bác là làm chính ủy cái lữ đoàn của tôi, bác ủy cánh Bắc, rồi tôi là cánh Đông. Anh nghĩ nào có một cái câu mà gọi là câu ca dao ở trong dân gian hay nói là dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường cầu. Thì cái câu nó đó, ở đâu nó ra, xuất xứ nó đâu nó ra như vậy? Cái câu đó thì theo như tập quán địa phương ngày xưa tôi nói thì dân Thanh Hóa thì rất là mà ở đường tàu ấy, thì rau má nó mọc rất nhiều. Thế nên người ta muốn ra, người ta hái rau má để mà ăn, mà xấu chủ yếu là tôi nói thì ăn đối với ăn rau má mà. Đây là cái kiểu là hái rau má. Yeah. Mà muốn hái rau má là phải gõ cái cục đá với. Yeah. Cắt cái đá mà nó nằm trên nhà cái rau má nó liền nó rất là trắng. Yeah. Nó giòn. Cho nên người ta cứ gõ ra để người ta hái rau má. Yeah. Khi mà ăn rau má thì phải phát cái cầu mới hái được rau. Nhưng mà ăn rau má mà giữ được cái cầu hàm rồng cũng là cái điều hay rồi. Đấy. Anh cứ nghĩ là tâm linh ở chỗ đó. Nhà tôi là ở rất gần cầu rồng. Vâng. Tôi để ở cái trọng điểm đó. Yeah. Từ bắt đầu từ năm 64 máy bay Mỹ bắt đầu đánh phá miền Bắc đó, tập rồng là một trong những cái trọng điểm. Yeah. Nên là ngày nào cũng có đánh, có ngày không biết bao nhiêu trận. Cho nên cái dân ở chỗ tôi thì sau này tôi nói thật là cái thời buổi đó, cái lớp trẻ thanh niên thời đó là người ta anh nào cũng hăng máu, cũng là hăng hái, cũng phong lên đường, trung phong mà đối nghĩa quê hương mà lớp trường viện. Yeah. Chỗ nào cũng có bom đạn gì. Yeah. Nên cứ ngày nào cũng có, thậm chí ở ngoài biển ấy. Yeah. Từ ngoài biển phía đông ấy, nhưng mà nó ở ngoài cái tàu khu trục của nó bắn, còn qua vô chỗ tôi là bay qua đầu. Yeah. 20-30 cây số trong. Yeah.
của các cái mục tiêu ở phía trong. Cho nên là cứ lớn lớn đi, chứ thậm chí lại là chưa đến tuổi thì cũng tìm cách để đi. Nhưng mà nghe nói là lúc đó tôi có gặp đại tá Tuyển, thì Tuyển là cái người mà bắt cái thùng đạn á, người nhỏ như vậy mà bắt hai thùng đạn luôn. Thì lúc đó hình như cầu Hàm Rồng á là các chị đó cũng đóng góp rất nhiều công cho cái vấn đề phòng thủ. Dạ vâng, lực lượng dân quân Thanh Hóa. Hai vợ chồng chị cũng là đại tá, tôi đã tới nhà tôi phỏng vấn rồi. Tôi rất bữa nay có dịp hỏi anh cái câu hỏi đó, chứ không có ý gì. Nhưng mà thật sự tôi nói rằng nếu mà người ta chỉ ăn rau má mà người ta phá cái được cái đường tàu thì thôi, mình nghĩa là giữ được cái cầu Hàm Rồng mà Mỹ nó không bắn được, như vậy là nó không phá được là cũng là một cái điều hay, cũng giống như là dân Thái Bình của chị Hai Năm Tấn nữa. Thì vấn đề thì tôi là mặc dù người Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà sau chiến tranh như là bác nói đó, đấy, bây giờ mình tất cả là mình đây đều là quá khứ hết, mình phải nghĩ tới cái tương lai của thế hệ mình, tương lai đất nước mình, không có muốn một ngày nào mà đất nước Việt Nam nó bị biến mất trên cái bản đồ này, và nó phải càng ngày nó càng nổi lên. Và giống như là bây giờ ông Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump đấy đó, ông rất là kính trọng đất nước mình, mà trong khi đối với các lãnh đạo quốc gia khác mình thấy ông coi rất là thường, nhưng mà đối với mình thì ông lại rất tốt. Tôi được đi theo ông Donald Trump 2 lần, APEC 2017 đó, tháng 11 đó, và mới kỳ vừa rồi là hồi tháng 2 đó, ở ngoài Hà Nội, tức là Hà Nội Summit đấy, tôi cũng được đi theo. Và tôi thì nghiên cứu, lúc mà thật sự tôi ngày xưa thì cứ ghét Việt Cộng thật, tại vì tôi ở miền Nam mà. Nhưng mà khi mà tôi làm cho đơn vị CIA của Mỹ, thành ra họ bốc tôi đi, bảo bằng dáng nào mày phải đi, công an cảnh sát thì tha, mà còn dân sở Mỹ thì lột ra đánh đóng giày, mà mày là công an nữa, mày là CIA nữa là mày là mày còn chết nữa. Thì thật sự chúng tôi không có bảng số trong cái cấp số của CIA, mà chúng tôi chỉ lãnh lương qua một cái cơ quan dân sự, nó hợp đồng với lại Mỹ. Ví dụ như là American Airlines lúc đó là nó cung cấp máy bay trực thăng mà sơn màu trắng cho Ban Liên Hợp Quân sự 4B. Thì nó cũng là một cơ quan dân sự. Cái hãng của tôi nó gọi là Liên Hợp mà Điện Tử, là Federal Electric Corporation, thiết lập đường dây điện thoại từ trong Cần Thơ đi ra tới Hà Nội. Và tôi có bổn phận phải ngồi nghe tất cả những buổi họp của Đại tá Võ Đông Giang với ông Chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp. Xong rồi chiều 5 giờ đó là công an, là bên an ninh Việt Nam đó, đón ngay ở cái khách sạn Biên Hòa để mà bắt phải dịch ra tiếng Mỹ những cái bài nói chuyện của tiếng Mỹ ra tiếng Việt Nam, xong trao cho họ. Cho bên Ban Liên Hợp Quân sự cũng có đưa nhưng mà họ không tin, thì họ bắt mình phải làm những công việc đó. Thì tôi đi, tôi nghĩ rằng bây giờ tôi qua bên Mỹ tôi phải học lại tiếng Mỹ. Mặc dù tôi biết tiếng Mỹ thật, nhưng mà phải học lại tiếng Mỹ. Tôi học ở đây là hồi đó Hội Việt Mỹ đây, ở thành phố Hồ Chí Minh đây. Thì tôi qua tôi học thì mình phải làm những cái bài luận án. Thì bây giờ mình nghĩ rằng bây giờ mình, tại sao mình có cơ hội đây, sách vở rất nhiều. Mà Mỹ nó dịch ra những cái sách cả tiếng Nhật, nó cũng dịch ra tiếng Đức, cũng như dịch ra tiếng Úc, rồi tất cả nó đều dịch ra tiếng ấy. Tiếng Úc thì nó là tiếng Anh rồi, thì không nói gì. Nhưng mà tiếng Ý nó dịch ra tiếng Mỹ hết. Tìm những cái bài đó tôi đọc. Tôi đọc xong rồi tôi ngồi, tôi hay cái tính tôi hay suy nghĩ. Tôi bảo bây giờ cộng tất cả các bước chân của các lãnh đạo trên thế giới, tất cả từ xưa nay á, cho tới bây giờ, không bằng bước chân của Bác Hồ đi 30 năm để tìm đường cứu nước. Tại nhớ tôi bảo thấy đây là một nhân vật rất là thần bí, và phải nói rằng là một cái, có lẽ rằng trong cái lịch sử bây giờ 21 thế kỷ này, không có ai, một người cha già dân tộc như là Bác Hồ. Thì từ đó tự nhiên tôi có một cái sự cảm tình. Năm 95 đó, khi mà ông Bill Clinton đó, bắt đầu gọi là giải tỏa cấm vận, rồi 97 là tái lập băng giao, thì tôi có xin đi theo phái đoàn, nhưng lúc đó đi rất là khó, tại vì ông Bill Clinton ông là đảng dân chủ mà tôi thì đảng cộng hòa, thành ra họ không cho đi. Nhưng mà lúc đó thì tôi có viết cho ông Bill Clinton một lá thư
và ông có trả lời tôi. Tôi có hỏi rằng á, tôi chỉ muốn biết cái nguyên nhân nào sâu xa mà Tổng thống đã quyết định trở lại với lại một kẻ cựu thù của chúng ta, mà chúng ta là những người đã thua trong cái trận chiến đó. Thì ông nói rằng á, chúng ta phải nhìn thấy cái thế giới này á, cái mặt bằng thế giới này phải là sự hòa bình. Đấy. Chúng ta không thể dùng chiến tranh để giải quyết. Thì đó là cái người Tổng thống Mỹ họ nói thôi. Nhưng mình biết rằng anh Mỹ là anh là chuyên môn, anh xuất cảnh chiến tranh khắp nơi trên thế giới mà. Đấy. Thì từ đó trở đi tôi có rất có cảm tình. Và cho tới khi mà Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn năm 2009, ông có cho người gặp tôi ở bên nước ngoài, nhã ý muốn mời tôi về Việt Nam để mà gọi là tác nghiệp. Thì tôi nói rằng tôi chỉ hoạt động trong cái cương vị tôi là một người nhà báo, mà tôi không phải muốn trở thành một người cộng sản, bởi vì trở thành người cộng sản khó lắm, phải là ba đời cách mạng cơ, chín đời chiến đấu. Tôi hay nói đùa, ba đời cách mạng, chín đời chiến đấu. Thật sự mình là có ba đời cách mạng thì rất là khó, làm sao mà ấy. Anh Tâm, anh làm cho ông cụ tôi ngoài Bắc, nhà tôi ở đường đối diện với lại cái sân vận động Chợ Đấy đó, đường Trịnh Hoài Đức, số 8 đường Trịnh Hoài Đức. Anh là một cán bộ Việt Minh nằm vùng trong gia đình tôi 10 năm. Khi năm 54 mà di cư vào trong Nam á, thì lúc đó là... Hello. Ai nói đi. Đấy. Đấy, cho anh gặp tôi đây nè, nói đi. Nói nhanh đi. Dạ. Anh nhớ. Con. Cũng được đấy. Con. Con. Con nói chuyện cho lớp trẻ rồi nghe trở về. Đây 91. Sinh 58. Nhớ chưa? Phải bắt cam. Mình có thể mình chấm dứt ở đây được. Nhưng mà anh có nói lời cuối cùng chào tất cả khán thính giả KB hải ngoại, hoặc là có những gì anh chưa trình bày hết xin anh gửi lời. Có khách có lẽ là có cái khoảng thời gian ngắn, nó quá ngắn thì kêu 5 giờ cho nói tiếp cũng không có thể là nói hết được cái tâm tư mình. Đúng rồi. Nhưng mà riêng tôi thì tôi có cái suy nghĩ là tôi cũng là cái lớp đi sau và cái kế thừa của các lớp đi trước. Và nhưng mà có một cái điều may mắn là tôi cũng đã được trực tiếp tham gia cái cuộc chiến giải phóng đất nước. Ít ra giây phút cuối cùng cũng có được mấy đóng góp và cũng có những cái cảm nhận về đất nước mình ngày xưa là đất nước nhỏ bé. Thực tình cái đất nước nhỏ bé thì nó chỉ là một cái quân cờ trong cái bàn cờ chính trị của những cái nước lớn này. Cho nên ngày xưa chúng tôi khi mà được ra đi học cũng mà đi cầm súng thì cũng đã được giáo dục rất là kỹ để biết được cái và mình chiến đấu cho nó theo cái mục đích lý tưởng nào. Thế nên mình thấy rằng đúng đất nước mình, đất nước nhỏ mà là cái nghèo nàn lạc hậu như thế thì nó chỉ là cái quân cờ trong cái bàn cờ chính trị của những nước lớn. Thế nên là khi
mình được đóng góp cái sức mình vào để mà giải phóng đất nước, để mà có một đất nước thống nhất như là nhiều, đó là một cái hình rất là tự hào. Và tôi cảm thấy rằng bây giờ mỗi một lúc xem lại những cái hình ảnh hoặc là nghe những các cái bài bình luận của tôi ở bên Mỹ ấy, thường có hay có các cái tổ chức có hay có hội thảo, tôi vẫn mở cái kêu gọi. Anh có coi KBC hàng ngoài không? Coi rất nhiều. Tôi thấy có rất nhiều những ý kiến khác nhau. Có những người vẫn còn có những cái nhận thức thế này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với Việt Nam mình, một cái nước nhỏ như Việt Nam, nghèo đói như ngày xưa mà hay vừa nói lúc nãy là ăn rau má phá được rồi. Thế nhưng mà mình vẫn phải càng cố gắng để xây dựng được cái đất nước độc lập thống nhất như hôm nay, đó là cái điều rất tự hào. Mà bây giờ không phải chứ là những người sống ở trong nước hay những người ở ngoài nước hay nước này hay nước khác, có bất kỳ sống ở đâu, đôi khi nhắc đến người Việt Nam hay vẫn có quyền tự hào, cảm thấy đất nước mình có vinh hạnh lắm. Một cái nước cường quốc như Mỹ lớn như thế, nhưng bây giờ mình vẫn đến đàng hoàng ngay như bên nước Mỹ, vẫn được rất là tôn trọng, vẫn được hay là sống ở đâu nhưng mà mình cũng được cái quyền tự hào. Và thì cho nên là mỗi người thì có một cái nhận thức, có một cái cách nhìn nhận khác nhau. Đúng rồi. Rồi có một cái am hiểu theo mấy cái của từng người một. Thế nhưng mà riêng tôi thì tôi vẫn thấy được đó là cái sự người Việt Nam mình nên có một cái sự đoàn kết, sống bất kỳ ở đâu thì có một sự đoàn kết mà thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, và thấy rằng phải tự hào về cái đất nước của mình có những cái gì. Nếu mình không cống hiến, không đóng góp được thì cũng không nên làm những cái điều gì nó mà đúng vậy, gọi là ảnh hưởng đến cái uy tín chính trị, đến cái sự ổn định hòa bình của đất nước. Dạ vâng, đúng theo quan điểm của tôi cũng cống hiến. Vâng, cảm ơn anh là anh giáo má phá đường tàu, và bà xã tôi là người Thái Bình thì nghĩa là gạo không thiếu một cân mà quân không thiếu một người. Đó là những cái mà đã mang tới cái chiến thắng lấy lần cho đất nước của chúng ta. 14 lần chúng ta thắng Trung Quốc và Mỹ, rồi tất cả không phải Mỹ không mà tất cả 8 nước cả thế giới tự do lấy nước từ hồ của Mỹ. Và cái hồ con rùa anh thấy không, có cái bảng đó là ghi công của các nước mà gọi là viện trợ, thì chúng ta hãnh diện những cái điều đó. Nhưng mà trong cái sự hãnh diện đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái tuổi trẻ Việt Nam bây giờ đó phải biết trân trọng, phải biết trân quý, tại vì lúc đó chính anh là những người phải thắp những cái đèn cầy ở dưới hầm đấy, là khó khăn. Và cái sự học ngay của lúc đó cũng khó khăn nữa. Và tuổi trẻ được đầy hưởng tất cả những cái gì mà chúng ta đã gây dựng. Thì một lời chúng tôi cũng xin trước khi chấm dứt, tuổi trẻ Việt Nam phải trân trọng những cái gì mà các thế hệ cha ông chú bác của chúng ta đã đi qua, đã gây dựng. Và chúng tôi cảm ơn tất cả những sự lãnh đạo của nhà nước Việt Nam, giống như bác nói, đây là một cái rất là sáng suốt. Có lẽ là trong thế giới chúng ta chưa thấy một cái đảng nào ở trên thế giới mà có tồn tại được tới 89 năm như là Đảng Cộng sản, mà giờ này thế dân chúng vẫn còn quý. Và cảm ơn rất nhiều bác Tư Cang đã dành cho KBC Hải Ngoại một cái buổi phỏng vấn rất là lý thú, và gửi lại cho thế hệ sau này những cái hình ảnh mà bác cũng như là anh Thọ đây đã đóng góp cho đất nước. Và cảm ơn anh Thọ rất nhiều.